trao cuộc đời những dĩa cơm, những dĩa cơm đầy tình nhân ái, sẽ chia cùng người đang khốn khó. Mỗi dĩa cơm là cả tấm lòng, hãy trao cuộc đời những dĩa cơm, những dĩa cơm đầy tình nhân ái, sẽ chia cùng người đang khốn khó. Mỗi dĩa cơm là cả tấm lòng,